Em Cam đã bao giờ nhìn thấy robot nhảy múa chưa? Chưa. Chưa à, đây này. Thế bây giờ chị cho em Cam xem nhá. Robot ơi, vào đây nhảy múa cho em Cam xem đi nè. Cam nhìn dưới sân này này, robot đang nhảy múa này các bạn ơi. Đấy, đẹp không? Cam. Đẹp. Đẹp à? Anh có hay quá. À, đúng rồi, hoan hô, hay hay. Đấy, bạn ấy đang nhảy múa này, đẹp chưa các bạn ơi? Em nhà cậu đang làm gì đấy? Có con gì thế này đấy? Đây là con robot nhảy múa đấy cậu ơi. Robot nhảy múa á? Ừ. Nhưng mà sao trông nó giống giống như con robot của tớ cậu ơi? Đây là robot Optimus à? Ờ, robot Optimus tớ mới mua đấy. Nhưng mà nó cũng giống giống với con này này. Thế đâu cậu thử mở ra xem nào, con này có biết nhảy không? Đây, ra đây tớ với cậu cùng mở đi. Đâu? Cậu thử mở ra xem nào. Đây. Em Cam đã chưa gì thấy đồ chơi mới ấy, ngồi gần anh nhím rồi. Em Cam có biết mở không? Có biết mở đâu, nó kẹt tay ra đấy, để anh mở ra cho, không là cái con robot này bên trong là nó bị cắn tay đấy. Đấy. Đâu? Đây. Robot bé tị gì này á? Thì robot đồ chơi mà, chỉ bé thế này thôi. Nhìn thấy chưa? Đúng rồi, đúng rồi, Optimus rồi. Đúng con Optimus này không? Đúng rồi, trong bộ phim Transformers gì đấy đúng không? Đấy, sau này này nó còn có cả cái này, cậu nhìn thấy chưa? Đây là một khẩu súng đấy. Đúng. Con này nó có cái bánh xe đây này, xong rồi nó biến được thành một cái ô tô cơ mà. À thế? Ừ. Đâu bây giờ biến thành ô tô như nào, cậu thử lắc cho tớ xem nào. Cậu chờ một tí. À, em Cam lấy ra cái tờ hướng dẫn này. Đây là con tờ hướng dẫn sử dụng bên trong này các bạn ơi. Thế mình không biết. Không hết rồi. Gì. Có một tờ hướng dẫn này, chắc này hướng dẫn lắp ghép rồi. Đây đây đây, để anh giở ra xem nào. Đây cậu ơi. Đầu tiên là như thế này này. Đây nó có 9 bước. Trong A, nó có nhiều bước lắm cậu ơi. Mười mấy bước cơ đây. Biến thành các loại luôn. Đúng rồi. Lúc đầu nó sẽ là một con robot hình có chân có tay đứng như này nha, xong dần dần biến thành thế này cuối cùng. Sau khi mình lắp hết là nó sẽ biến thành cái xe như này này cậu ơi. À thế à. Ừ. Đâu để tớ xem con robot này bạn nhím như nào nhá. Tớ thấy trong hộp còn có hai thanh kiếm này. Đúng rồi. Hai thanh gì này các bạn ơi, tớ để đây nhá. Để lắp vào tay của robot này. Có một cái lỗ để chuyên lắp vào này các bạn ơi. Mình sẽ lắp vào đây nhá. Đấy, robot cầm thanh kiếm rồi. Còn đây là một bên này robot một sẽ bên cầm súng một bên kiếm. Đúng rồi. Thế nếu như mình không thích súng nha, mình có thể tháo súng ra. Cái này là cái rời đấy. Đồ rời các bạn ơi. Đấy, mình sẽ lắp nốt thanh kiếm này vào cho robot nhá. Đấy, robot sẽ đứng như này. Trông có ngầu không? Đấy, còn bên dưới này là chân của robot nha mọi người ơi. Đây, mở ra như này là robot sẽ đứng được này. Đấy, robot đứng rồi này mọi người ơi. Giơ hai thanh kiếm lên cho các bạn xem nào. Nhím ơi, con này của cậu vừa bảo là biến hình được thành xe xong nó còn biết nhảy múa cơ à? Ừ, biến hình được đấy, cậu đặt nó xuống mà xem. Đây nhá, bây giờ tôi thử đặt nó xuống sân xem nó có biến hình được với cả nó có nhảy múa được không nha mọi người ơi. Đấy, ui. Nó biến hình thành cái xe này mọi người ơi. Đấy, nó lại còn biến thành robot này này. Đấy, nó bây giờ nhảy múa này mọi người ơi. Bây giờ hai chị em cậu tin chưa? Ui, hay chưa em Cam? Cái đồ chơi này vừa lắp ghép được xong rồi thỉnh thoảng nó còn biến được như thế đấy. Ôi, robot nhảy đẹp quá, robot nhảy đẹp quá. Ui, cái con robot này của cậu xịn sò đấy. Cậu mua giá bao tiền đấy? Con này tớ mua với giá 135.000 đấy. Ui, 135.000 á? Ờ, con này là cỡ nhỏ thôi chứ còn nếu mà mua mấy cái con cỡ lớn là nó còn mấy trăm nghìn cơ. Nhưng mà con này chơi giết thời gian được đấy rồi.